Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony. Sáng thứ hai, ngày 9 tây tháng 1 năm 2023, chúng ta đã bắt đầu bước chân vào tuần lễ thứ nhì của năm 2023 rồi quý vị ơi. Rồi, trong cái phần tin tức ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Mới có đầu năm thôi mà tiểu bang California, một cái nơi mà nhiều người Việt nhất ở hải ngoại, bị dồn dập những cơn bão mùa đông nó tấn công, làm cho hàng triệu người phải di tản và hơn nửa triệu người dân Cali sống trong cảnh tối tăm vì bị mất điện. Và hầu như là cả miền Nam lẫn miền Bắc đang gồng mình tiếp tục đón những cái cơn bão. Đây là một cái thông tin mà bà con, cô, chú, bác, người Việt của chúng ta ở bên đó cần phải để ý để tránh củi và lửa. Rồi, nội dung thứ hai, thượng úy công an hình sự của nước Việt Nam chỉ vì va chạm thôi mà bị đâm 6 nhát chết ngay tại chỗ. Ghê gớm quá quý vị ơi. Sao mà máu lửa quá, gây cấn quá. Hy vọng đây là một cái thông tin để cho bà con, cô, chú, bác của chúng ta ở nước Việt Nam cần phải đề phòng. Và nội dung thứ ba, chú Buri chính thức lẻ loi cô đơn đêm Giáng sinh. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngồi cái ghế tổng thống của chúng ta. Quý vị theo dõi cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Sau đây sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, tình hình chiến sự tại Ukraine. Thì cũng như chúng ta đã biết, hơn 11 tháng rồi, chú Putin đã đặt ra rất là nhiều cái mục, mục lớn, mục nhỏ, mục vừa vừa và mục bé xíu. Nhưng rốt cuộc thì chú chưa có đạt được một cái mục nào ở cái cuộc chiến tại Ukraine. Mà đổi ngược lại, chú đã đưa nước Nga tụt hậu lại hơn bên ngoài thế giới gần nửa thế kỷ. Rồi chú đã đẩy nền kinh tế của đất nước Nga thiệt hại nặng nề, quân sự thì thất bại ê chề. Bây giờ vào ngày hôm qua, đây là lần đầu tiên trong cái cuộc đời tổng thống của chúng ta mà chúng ta phải làm cái điều này, đó là chúng ta bị lẻ loi cô đơn cô độc một mình trong điện Kremlin khi mà đón cái lễ Giáng sinh. Thông thường thì hàng năm khi mà chú đón cái lễ Giáng sinh này thì chú đón với hàng trăm ngàn người, hàng chục ngàn người ở ngoài trời. Nhưng tại vì bây giờ cái cuộc chiến này đã làm cho các đồng minh của chúng ta đã quay lưng lại, và người dân Nga cũng phản đối rầm rộ trong suốt thời gian vừa qua, cho nên bây giờ chúng không còn mặt mũi nào để làm một cái lễ Giáng sinh với người dân Nga nữa. Cho nên vào ngày hôm qua, chú Buri đã đón Giáng sinh tại nhà thờ truyền tin trong cái khuôn viên của điện Kremlin, thay vì chú đón cái lễ này với những cái người dân Nga. Rồi thì chú Putin đã đón Giáng sinh tại cái khu nghỉ dưỡng Novo-Ogarivo ở ngoại ô thành phố Moscow hồi năm ngoái. Thì trước khi mà cái lễ Giáng sinh này á, thì có hàng trăm ngàn người đã tụ họp lại đây để đón với ông ta, cái đó là năm ngoái. Nhưng năm nay thì ông ta đã bị người dân Nga, các đồng minh quay lưng lại vì cái cuộc chiến tại Ukraine. Đó, quý vị thấy chưa? Tham thì tham, chú này háo chiến quá. Và chú không chấp nhận cái thực tế là chú khó mà lấy được đất nước Ukraine. Bây giờ thì chú không chịu rút quân về để ngừng chiến. Chú khăng khăng chú đòi ngồi xuống đàm phán, nhưng Ukraine phải dâng hiến đất nước cho chú ta. Cái chuyện đó thì sẽ không bao giờ xảy ra đâu quý vị ơi. Mỹ, NATO, các đồng minh người ta đang ráo riết để viện trợ, hỗ trợ thêm vũ khí để cho Ukraine vượt qua cái mùa đông này và đẩy lùi chú Buri ra khỏi đất nước Ukraine. Rồi, đó là cái nội dung thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới đất nước Việt Nam, người Việt Nam và thượng úy công an hình sự đã bị đâm chết ngay tại chỗ vì một cái điều nhỏ nhặt như con kiến. Thì đa số chúng ta ít có bao giờ thấy nó xảy ra ở những cái nước giống như nước Mỹ hay nước này nó nọ nước kia lắm, nhưng mà cái chuyện này nó xảy ra hà rầm ở nước Việt Nam quý vị nha. Không biết là chúng ta có nhớ cái câu một câu nhịn bằng chín câu lành hay không? Chúng ta hăng máu để làm gì?
hơn thua nhau để làm gì? Nếu mà quánh lộn với nhau, người thắng thì sẽ đi vô tù, người thua thì sẽ đi vào lòng đất. Vậy thì quánh để làm gì? Đây, đa số ở nước Việt Nam thì bà con cô chú bác chạy xe hai bánh. Thì chạy xe hai bánh mà với một cái số lượng nhiều như vậy thì dĩ nhiên nó sẽ va chạm cọ quẹt là chuyện bình thường mỗi ngày ở bên nước Việt Nam. Nhưng nếu mà va chạm cọ quẹt như vậy, mình xuống thì mình giải quyết vấn đề, có ai lỗi ai phải rồi thôi, này nọ kia hay nọ nọ cái rồi giải quyết rồi xong, mà ai nấy đi về nhà nó đi thì xong. Cái này không, cứ mỗi lần mà va chạm cọ quẹt ở nước Việt Nam thì coi như chưa biết ất giáp, ai đúng ai sai, nhảy xuống là chửi lộn nhào vô quánh lộn ầm ầm ì ì, gọi giang hồ lại này nọ kia. Thôi cái chuyện đó nó xảy ra hà rầm rồi. Vào ngày hôm qua, sau một cái cuộc va chạm thì một cảnh sát thượng quý hình sự đã bị giang hồ có tiếng ở quận 4 đâm 6 nhát chết ngay tại chỗ. Thì theo như tờ báo Người Lao Động đưa tin, công an quận Gò Vấp đã bắt giam tạm giữ và lấy lời khai của đối tượng Phạm Văn Đoan, biệt danh giang hồ là Tròn quý vị nha, 37 tuổi quê ở Bình Dương, để điều tra về hành vi giết người. Và nạn nhân bị chết đó là thượng úy LTD 34 tuổi là một cảnh sát hình sự công an quận 10 ở Sài Gòn, và một người dân nhảy vô can là ông VTB 40 tuổi cũng bị cái anh Tròn này ảnh đâm một nhát. Mà may mắn quá cái người can này không bị chết, chỉ có cái cảnh sát hình sự đó bị chết, chỉ vì một cái chuyện va chạm cọ quẹt trên đường phố thôi mà nó dẫn đến ghê gớm như thế này quý vị thấy đó. Đặc biệt là bây giờ ở nước Việt Nam đang chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, dĩ nhiên everybody người ta đang hurry, người ta đang busy, người ta đang tất bật, thì dĩ nhiên cái chuyện cọ quẹt nó xảy ra là chuyện bình thường trong cuộc sống. Hy vọng cái thông tin này cảnh tỉnh bà con cô chú bác, hay là chia sẻ gì đó để bà con cô chú bác đừng có mà máu me quá, tức là đừng có nóng nảy quá quý vị nha. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, nó liên quan tới một cái nơi nhiều người Việt sinh sống nhất ở hải ngoại, đó là tiểu bang California. Thì mới vừa đầu năm thôi, thống đốc tiểu bang California đã đưa ra một cái lệnh báo động khẩn cấp và đã đưa tiểu bang California vào cái vùng cảnh báo. Tại vì sao? Những cơn bão mùa đông nó đã vùi dập tiểu bang California từ lúc mà bắt đầu đón giao thừa năm 2023, mà nó dài cho đến hiện tại bây giờ, và nó vẫn sẽ tiếp tục cho đến 1-2 tuần nữa. Tại vì theo như dự báo thời tiết cho biết là có rất là nhiều cơn bão nó đang tiếp tục dồn dập quánh vào tiểu bang California. Thì trong suốt thời gian vừa qua nó đánh cả miền Bắc lẫn miền Nam, làm cho lục lội đất sạt lở, hàng triệu người phải di tản ra khỏi nhà người ta. Và vào ngày hôm qua tại Sacramento, những trận mưa như chút nước và gió dữ dội khiến cho hàng trăm ngôi nhà và cơ sở kinh doanh ở California phải mất điện vào ngày hôm qua. Và tiểu bang này vẫn phải gồng mình để chuẩn bị cho những cái cơn bão mới tiếp tục đổ vào California. Thì theo như dữ liệu của Sở Điện lực ở California cho biết là hơn 560.000 căn nhà được báo cáo là đã bị mất điện vào ngày hôm qua. Bà con đang sống trong cảnh mưa gió bão bùng lục lội và không có điện. Ít nhất 6 người đã chết vì thời tiết khắc nghiệt kể từ 24 tiếng đồng hồ vừa qua đó quý vị nha. Nói nôm na là như thế này, bà con cô chú bác nào ở tiểu bang California thì nên cẩn thận củi và lửa và chuẩn bị để mà nghe những cái tin tức của chính quyền địa phương để biết mà mình đề phòng. Thường thường bão bùng á thì mình phải cập nhật thông tin liên tục, mở truyền hình, mở radio lên để mình coi, để mình biết là ok bão nó đến đâu rồi, hay là sao là chính quyền người ta cảnh báo mình phải làm gì, hay là khuyến khích mình phải làm gì thì mình phải làm theo quý vị nha. Thì đây cũng là một cái thông tin mà cần phải được chia sẻ, tại vì tiểu bang California là một cái nơi mà nhiều người Việt sinh sống nhất ở hải ngoại. Rồi sau vài phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần, tôi được cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ, tình hình của nước Việt Nam. Tôi được cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem, và đừng quên để lại một like, viết vài chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Have a good day.